Rời mùa đông Hà Nội lạnh dã man các bạn ạ. Anh em nhớ mặc ấm vào nhé, nhất là mấy anh em F3 giống như mình. Và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Think Pro, và mình là Duy Chuyên Gia. Lâu lắm rồi chúng ta mới có số cuối tuần phím cơ. Một sản phẩm mới, chắc chắn rồi, lại là một sản phẩm mới. Và đây là cái phiên bản upgrade của chiếc V1, có tên là V1 Max. Mình đã trông đợi với cái phiên bản này khá là lâu rồi, bởi vì chiếc V1 mình đã từng sử dụng có núm nhá, thì nó lại có một vài điểm là mình chưa ưng. Đầu tiên là tray mount không có gasket này, rồi là cái thứ hai là chỉ có một mốt, cũng như là tiếng nó hơi tịt bởi vì nó sử dụng silicon và EVA. Nhưng lần này đã ngon hơn rất là nhiều với V1 Max. Vậy thì nó ngon đến mức nào? Ngon như nào? Ngon như nào? Và ngon như nào? Thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video này nhá. Vào intro nào. Kéo, tôi không muốn tay nữa. Xin cảm ơn nhà tài trợ vàng ThinkPro đã tài trợ cho video này. Hiện tại chiếc Keychron V1 Max đang được bán tại chuỗi hệ thống cửa hàng ThinkPro với mức giá là 2.190.000, đáp discount gốc là 2.500.000 cơ. Giá khá là thơm với hai phiên bản, đó là Gateron Jupiter Red và Gateron Jupiter Brown. Và các bạn có thể click ngay ở phần link ở phần mô tả để tham khảo thêm nhé. Mở ra như một món quà cho ngày Noel vậy. Giá xin lành. Đấy, trước tiên thì cứ là nhân vật chính của chúng ta đã. Phối màu khá là quen thuộc với cái kiểu xanh hơi navy với ba tông màu chủ đạo. Đây là màu xanh hơi nhạt nhạt này, màu xanh navy đậm hơn tí này. Và phần enter và escape luôn luôn được làm theo tông màu đỏ, đúng kiểu Keychron. Theo như mình tìm hiểu thì dòng V1 nó là cái dòng thấp cấp hơn của dòng Q, là cái dòng phím cơ có khả năng custom cao hơn, cũng như là cái dòng Q thì nó là khung nhôm. Và còn cái dòng V này thì nó lại là dòng bàn phím cơ khung nhựa. Mà vẫn đầy đủ đồ cho anh em. Đầu tiên là vẫn một cọng dây USB-A, à không, USB-C sang USB-C các bạn ạ. Rất là tử tế luôn, dày dặn, vẫn theo đúng chất của Keychron này. Mỗi đầu chuyển từ C2A này, vài con ốc vít backup cho anh em, một đầu lục giác và một đầu tua vít bốn cạnh. Rất là basic mà được cái cũng khá đủ đồ nghề để cho anh em mổ phím thôi. Ở đây chúng ta có một ít keycap để anh em có thể thay, nhất là những anh em chơi win thì hoàn toàn có thể thay, cũng như là không thích cái kiểu tông màu đỏ quá mà cho nó mute hơn một tí, trong nó bình thường hơn một tí, thì có thể đổi sang enter và escape cùng với cả một xanh đậm navy. Cũng là một đầu C nhưng mà đầu C2A female, tức là cái đầu C2A này dạng female thì các bạn có thể cắm vào cái dây C đi kèm để thể nối vào cái đầu receiver đã được gắn kèm ở trên bàn phím, khả năng là thế. Và chúng ta có key puller và switch puller, yes, và đây cũng chính là một cái tín hiệu là chiếc bàn phím cơ này có hot swap. Được rồi, và đó là những phụ kiện bên trong chiếc V1 Max này. Mình thấy nó khá là đầy đủ và xịn sò, tử tế, vẫn rất là Keychron. Chúng ta để hộp sang góc bên này tí nhá. Uấy, thật đẹp không? Rất là đẩy màu RGB luôn. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc V1 Max. Nó là một bản cải tiến so với bản V1 đầu tiên. Là như mình đã thấy ở đây, chúng ta có cầu USB-C lộ thiên này và cần gạt đổi chế độ giữa 2.4 và Bluetooth cũng như là cable. Cái này mình đã sử dụng khá nhiều bàn phím cơ Keychron cho nên là khá là quen thuộc rồi. Chuyển đổi Win với Max rất là tiện này. Và ở đây chúng ta có cả receiver A và receiver đầu Type-C. Uầy, rất hiếm những chiếc bàn phím cơ nào có cả hai receiver. Tiện cho rất nhiều anh em sử dụng nhiều thiết bị khác nhau, nào là những thiết bị kiểu iPad cũng có thể cắm lại được này, iPhone 15 Pro Max chẳng hạn cũng có thể cắm được, hay là PC bình thường cũng có thể cắm được. Và cái đầu nối lúc nãy mình có kể ở kia thì mình nghĩ là nó có thể combo được với nhau. An open source customizable keyboard for peak productivity. Uầy, cực kỳ đấy Keychron ơi, rất yêu, rất yêu. Rồi chúng ta sẽ nói thêm sơ qua về ngoại hình của chiếc bàn phím cơ này nhá. Chúng ta có một cái núm được làm bằng kim loại có gân quả chám này, rất là tử tế. Phần khung phím được làm hoàn toàn bằng nhựa như mình đã nói. Dòng V thì nó sẽ thấp cấp hơn dòng Q, bởi vì dòng Q thì nó sẽ là khung nhôm, còn này là khung nhựa. Bẻ chút xem nào. Chắc là cái tiếng khớp nhựa nó đấy nó hơi kêu thôi, chứ thực ra là nó cũng tương đối chắc chắn. Nó không bị dẻo nhiều giống như cái chiếc bàn phím cơ James Dunkey lần trước mình có làm cho anh em. Nó dẻo kinh khủng, còn này không bị dẻo quá. Một cái tiếng lục bục này là mình nghe hơi sợ. Ở dưới chúng ta cũng không có gì nhiều với cái logo Keychron V1MD1, tức là V1 Max. Ở dưới đáy chúng ta có 8 con ốc lục giác được mạ vàng để anh em có thể tháo chiếc bàn phím cơ này ra. Và theo như nó là gasket mount thì tháo này sẽ rất là dễ thôi, lát nữa mình sẽ mổ cho anh em. Với cơ bản thì mình thấy nó cũng không có gì nhiều nhặn cả, là nó vẫn là một chiếc bàn phím cơ 75% tương đối cơ bản. Mới được cái, nó có F13.
mình khá thích cái nút này thì mình có thể custom sang nút này nút kia cũng được, cho dù là nó dùng cái núm thế là mất đi một cột kiểu home and pedal pedal chẳng hạn đó, mà nó cũng không phải là một cái vấn đề gì đó quá to tát đối với bản thân mình thôi nhá. Rồi thì mình vừa mới tháo keycap ở chiếc bàn phím cơ này ra, nó vẫn bị hơi nhựa thừa và những cái đường cắt cọt của nó chưa được quá sắc nét và chỉn chu. Nhựa thì làm tương đối dày dặn theo như Keychron bảo, thì đây là keycap PBT Double Shot, nó tương đối dày thôi, nó không phải là kiểu dày dặn quá mà được cái. Nếu mà với PBT Double Shot anh em tự biết rồi, độ bền nó cực kỳ cao, chắc có khi phải đỉnh cao nhất luôn rồi với cái dòng keycap loại nhựa. Thì tiếng của PBT thì đương nhiên nó sẽ ấm hơn một tí, gọn hơn một tí và độ bền nó sẽ cao hơn một tí. Thực ra là một tí ở đây là rất là nhiều, nó cao hơn khá là nhiều so với những chiếc bàn phím cơ mà sử dụng keycap ABS thông thường. Độ bền, độ cong vênh các thứ nó sẽ không bị gặp hiện tượng đó quá là nhiều đâu. Mình sẽ chấm nó khoảng tầm 7/10 bởi vì nó vẫn còn nhiều nhựa thừa quá. Đối với phần switch thì phiên bản mình đang có ở đây là Gateron Jupiter Red. Thì mình thấy nó tương đối giống với Gateron Red bình thường. Chỉ có những sự thay đổi ở đây là mình có thấy nó đã được factory loop nên nghe là tiếng nó mượt hơn khá là nhiều, nó không bị sạn. Và cái thứ hai là phần housing tản led nó cũng đã làm được mới lại, nhưng mà cảm giác bấm nó vẫn chưa được quá mượt đâu. Các bạn nghe thử của mình nhé. Tương đối là đanh và theo thiên hướng hơi clacky một tí. Và lực ấn cũng khá là nhẹ, nên anh em là kiểu gõ lướt thì vẫn có thể sử dụng con switch này được. Rất ok, thoải mái, và con này là switch 3 pin. Start của chiếc bàn phím cơ này nó vẫn sử dụng theo cái kiểu start của V1 bình thường. Đó là dòng start PCB mount, tức là screw in ấy. Nó bắt cái con ốc ngay ở phần phía dưới phần bảng mạch luôn. Và cái kiểu start này thì nó là một điểm cộng tương đối lớn, ít nhất là đối với bản thân mình nhá, thì nó sẽ đem lại cái độ vững chãi cho cái start nằm yên một chỗ nó tốt hơn khá là nhiều. Nhưng mà cái mình đang thấy ở đây là cái phần chân stem nó giữ nó bị hở ra nhiều đoạn ạ. Nó hở ra rất là nhiều cho dù nó loop rất đầy đủ. Bây giờ hãy cùng mình xem là nó có bị ticking không. Bởi vì start PCB mount là cái loại start mà mình rất là ngại mod, bởi vì mình không, gần như là mình không biết mod cái thể loại PCB mount luôn. Cân nó cũng khó mà loop nó cũng khó, mà xử lý nó thật ngon nó cũng hơi khó. Thành ra là rất dễ bị ticking. Bây giờ chúng ta hãy thử xem nó có bị tick không nhé. Đây là phím backspace này. Tick này. Tick này, là phím enter này. Thanh space bar thì sao? Tích cả hai đầu này. Cái nút shift đây là cái nút gần như là ổn nhất. Còn lại tất cả các nút đều có hiện tượng hơi ticking, cho dù được loop rất đầy đủ từ cả cái thanh kim loại dài cũng như là bên trong cái housing của stem của cái stabilizer luôn. Nó khá là tích. Và anh em nào mà có kiến thức tốt về cái thể loại gọi là start PCB mount thì nên mod lại. Thực sự nên mod lại bởi vì tích khá là nhiều và thành ra là tiếng nó cũng sẽ không được ổn cho lắm. Như mình đã nói, núm đen gần quả chám tương đối nhỏ thôi nhưng mà bám rất là bám tay và nó không bị cả, hoàn thiện tương đối tốt, hoàn toàn để vê được bằng một tay. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mổ phím nhé. Rất là tiện khi mà Keychron đã trang bị cho chúng ta đầy đủ ốc và lục giác, thế nên anh em gần như không cần phải mua thêm tun rời làm gì cả, cứ thế mà mổ thôi, rất là nhanh chóng và gọn nhẹ. Và với những cái bàn phím cơ gasket mount ấy, anh em nên để ý một chút, bởi vì là do cái đặc tính nhún nhảy của nó, thành ra những cái cổng kết nối này, những cái công tắc chuyển đổi này, nó không thể nào được nằm ở ngay phần PCB, mà thay vì đó nó cần một cái gọi là daughter board, một cái bảng mạch phụ. Nên là nó sẽ có những cái cắm dây, và anh em nên để ý cái dây này. Nếu như nó là dây ribbon ấy, những cái dây mà dạng kiểu xẹt xẹt mảnh mảnh giống như là những cái sợi duy băng đấy, nó chính là từ ribbon, thì nó sẽ có cái độ yếu nhất định. Anh em nên để ý điều này giúp mình nhé. Và sau khi tháo hết ốc ra thì cái phần khung phím tự động rơi xuống luôn. Rút thêm cái núm encoder ra. Cái núm này anh em cứ rút thẳng thoải mái đi, không vấn đề gì đâu. Đấy. Dây đấy. Nguy hiểm lắm, đứt dây là không biết bao nhiêu tiền đền cho vừa đâu. Rồi, và đó là disconnect dây pin. Rồi, để tạm cái này sang một bên đã nhá. Trước tiên chúng ta hãy nhìn phần đáy trước đi. Chúng ta ở đây có một viên pin tương đối lớn, 4000mAh. Đấy, 4000mAh rất là to, nằm ở ngay chính giữa. Chúng ta có một cái daughter board này nhỏ xinh xinh ở đây. Bởi vì như mình đã nói, bàn phím casket mount thì cái phần mạch chính của cái bàn phím nó sẽ được nằm ở giữa khung phím như thế này, và chúng nó được giữ lại bằng những cái vật liệu mềm, ví dụ như là xốp poron như chiếc V1 Max đang có ở đây.
hoặc là silicone thì đầu tiên gasket mao poron khá là khoái, mình thích cái kiểu gasket mao poron hơn khá là nhiều vì tiếng nó mềm mại hơn. Và chúng ta ở dưới đáy có một lớp foam poron tương đối là dày dặn, đó mình có thể thấy tương đối dẻo. Và các bạn có thể nhìn thêm thế ở đây là nó có hai miếng nam châm thì có thể giữ receiver lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mạch của phím. Ồ, nếu như mình nhìn không nhầm thì núm encoder này hoàn toàn có thể gọi là giã hàn ra và gắn thêm cái socket hot swap vào để thành một cái phím khác. Một điểm cộng cực kỳ lớn, mình rất thích cái kiểu thiết kế như này, rất là khôn đó. Và khi mà mình nhổ switch ra, cái này mình quên mất chưa nói cho các bạn là chiếc bàn phím cơ này có mạch xuôi đấy, có mạch xuôi hot swap 5 chân, anh em thoải mái mà dùng luôn, thay switch nào cũng được và thay keycap nào cũng được, không bị sợ cấn và thành ra là hiện tượng như là tích tinh hay là ấn nút nó không xuống được hẳn sâu hay là nó nghe cái lọc bà lọc bọp. Mạch xuôi là chân lý nhé. Ngoài ra chúng ta có thể thấy ở dưới đây là ở dưới đáy PCB này, chúng ta có cái chữ gọi là Keychron V1 Max PCB V1.2 layout ANSI, nó không hỗ trợ multi layout. Có vẻ cái chữ 1.2 này nó sẽ biểu trưng cho gọi là 1.2mm ấy. Phần khung nhựa ở đây nó là bằng nhựa có vẻ là polycarbonate. Cái này thì mình sẽ để ngày sau để tránh gây nhầm thông tin cho anh em. Mà được cái nó làm trong màu đen 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 này, trông thì khá là hay đấy, nhưng mà mình thích cái kiểu plate trắng hơn để nó tản led nó được đẹp hơn ấy. Nhưng mà cái gu của Keychron là thích màu đen tối tối tối, trông cho nó ngầu xịt nó, cho nó huyền bí. Và giữa PCB và plate chúng ta có một lớp foam poron nằm ở ngay chính giữa. Và theo như Keychron có bảo thì họ có lớp một lớp foam PET, về cơ bản gọi là foam nhá, nhiều ông gọi hay gọi là foam nhá, nhưng mà nó chỉ là một cái lớp nhựa, nhựa PET ấy, nó giống như kiểu là cái nhựa mà làm trong chai lọ ấy, mà nó được cắn mỏng ra làm rất là mỏng. Và nếu như anh em có để ý thì về chiếc bàn phím cơ Cinema 171 mình đã review cho anh em rồi thì nó cũng có một cái lớp PET này, đọc sự là PET đi nó nhanh nhá. Đó, nó cũng có lớp PET như này và theo như mình tìm hiểu thì nó sẽ làm tiếng nó gọi là nó nổ nổ hơn một tí chẳng hạn. Đó. Và hết rồi. Nó cũng không có nhiều lớp foam phiếc gì đâu. Tương đối là đầy đủ. Và bây giờ thì chúng ta hãy lắp bàn phím lại và sound test nhé. Và vừa rồi các bạn cũng đã trải qua với mình bài sound test của chiếc Keychron V1 Max này. Đúng là nó có những sự cải thiện khá đáng kể. Đầu tiên là có gasket silicone này, rất là thích, nhún rất là nhiều. Foam poron này, để ở dưới đáy này, cũng ok này. Foam poron ở giữa PCB và plate, thành ra là tiếng nó cũng sẽ ấm áp hơn một tí. Và một lớp film PET trong suốt, và theo như mình tìm hiểu thì nó sẽ làm tiếng nó nổ nổ hơn tí. Giống như con Cinemang M71 mà mình đã làm cho các bạn, nó cũng có cái bài độ gọi là thêm film PET này vào. Đúng là tiếng nó cũng rất là đanh thật, tiếng nó cũng rất là vang thật, nhưng mà thành ra nó hơi bị vang vang như kiểu rỗng, cũng như là cái tiếng của nó nghe nó không được ấm áp cho lắm. Với mình thì mình muốn nó ấm áp hơn một tí, chắc là sẽ thay vào một cái loại foam nào đấy nó đặc hơn, nó ấm hơn một tí. Và đương nhiên rồi, mình sẽ muốn thay con switch này bởi vì cái cảm giác bấm nó vẫn hơi sạn, cũng như là cái tiếng của nó nghe nó không có quá nhiều sự đặc sắc ở trong đấy. Nhưng được cái là chúng ta có hot swap mạch xuôi 5 chân. Và anh em muốn thay switch gì thì thay switch, không bị cấn, thay keycap luôn cũng được. Đúng là Keychron cũng đã cải thiện theo đúng meta, ít nhất là có cái trò gọi là film PET vào đấy. Và gasket poron nó tử tế hơn. Và mình rất mong là Keychron sẽ ra nhiều phiên bản bàn phím cơ nó cũng tương tự như này nữa, là bám sát meta hơn nữa, thay vì cái việc là bị anh em ở trong cộng đồng chê khá là nhiều vì là bị ao meta quá, lúc nào cũng silicone để cho tiếng nó âm nó tịt tịt tịt. Đó. Và vừa rồi là bài trải nghiệm cũng như là đánh giá của mình về chiếc Keychron V1 Max, một chiếc bàn phím cơ tầm giá 2 triệu mình thấy khá là ổn áp đến từ nhà Keychron. Ít nhất là họ đã cải tiến hơn so với những phiên bản trước đó. Và các bạn nghĩ sao với chiếc bàn phím cơ này? Hãy để lại cho mình những bình luận ở phía bên dưới, cũng như like và subscribe cho anh em kênh Think Pro chúng mình để anh em mình có thể ra thêm nhiều video hay ho và thú vị hơn cho các bạn. Và bây giờ thì
Peace out. Giáng sinh an lành.